Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 5. Chương trình Thời sự sẽ có những nội dung chính sau đây. Phải đặt công tác phòng chống dịch COVID-19 lên hàng đầu, chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất, sẵn sàng mọi điều kiện để không bị động khi có tình huống xảy ra. Là yêu cầu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khi đi kiểm tra vào sáng nay. Tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền để các cử tri, nhất là cử tri đi bỏ phiếu lần đầu, ý thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Ẩn họa từ những công trình thủy lợi xuống cấp. Thưa quý vị và các bạn, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Thái Thụy vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị huyện Thái Thụy, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền phải chuẩn bị thật tốt cơ sở vật chất, sẵn sàng mọi điều kiện để không bị động khi có tình huống xảy ra. Kiểm tra tại khu cách ly tập trung của huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Thái Thụy phải chuẩn bị tốt hơn nữa cơ sở vật chất và các điều kiện tại khu vực cách ly, kiện toàn lại bộ máy vận hành hoạt động tại khu cách ly tập trung của huyện, xây dựng kế hoạch phân công gắn trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên làm việc tại khu cách ly và cần phải làm rõ trách nhiệm của từng thành viên ban chỉ đạo huyện đến các bộ phận làm việc tại khu cách ly ở từng phần việc được phụ trách, chủ động ra soát người dân đi và đến từ các vùng có nguy cơ cao, tập trung tuyên truyền để người dân tự giác đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế khi có người dân đi đến từ vùng dịch. Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền, Cảng vụ Thái Bình tăng cường công tác kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào cảng, phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra kiểm soát, đo thân nhiệt cho thuyền viên, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại cảng, thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 trên khu vực cảng. Đồng thời tiếp cận thuyền viên để lấy tờ khai y tế và giám sát chặt chẽ hoạt động của thuyền viên trong quá trình tàu cập cảng, neo đậu tại khu vực trung chuyển hàng hóa. Đến thăm và kiểm tra công tác phòng chống dịch tại công ty sản xuất đồ chơi hoạt hình cụm công nghiệp Thụy Sơn, đồng chí đề nghị doanh nghiệp phải chủ động trong việc quản lý lao động, đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế trong quá trình sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công nhân, người lao động trong công tác phòng chống dịch, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn. Sáng nay đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại một số trường học, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế. Đến kiểm tra tại trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh trong ngày đầu đến trường sau kỳ nghỉ lễ kéo dài, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý diễn biến dịch bệnh phức tạp nên việc ý thức khai báo y tế là biện pháp quan trọng để khoanh vùng, truy vết các đối tượng. Các thầy cô giáo và học sinh nhà trường tuân thủ nghiêm quy định đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn, đo thân nhiệt và giãn cách trên lớp học. Còn tại trạm y tế phường Trần Hưng Đạo, đồng chí yêu cầu cán bộ y tế tại đây phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, tổ tự quản, rà soát, nắm bắt người từ vùng dịch về hoặc đi du lịch, thăm thân nhân trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tại bến xe khách trung tâm thành phố Thái Bình, đồng chí yêu cầu ban quản lý bến xe đẩy mạnh tuyên truyền, phát trên loa nội dung các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo các biện pháp an toàn để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, đồng thời cũng nhắc nhở đề nghị các đơn vị vận tải hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp theo là thông tin cập nhật tình hình dịch COVID-19. Thưa quý vị, những ngày qua Việt Nam liên tục xuất hiện các ca COVID-19. Chỉ trong 4 ngày, cả nước đã ghi nhận 24 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Khởi đầu là trường hợp ở Hà Nam, được các chuyên gia nhận định là ca siêu lây nhiễm với tổng cộng 18 ca mắc COVID-19 đến thời điểm hiện tại. Ngoài ra, trường hợp nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh kết thúc cách ly có lịch trình di chuyển nhiều nơi cũng đã khiến dịch lây lan. Hiện Vĩnh Phúc đã ghi nhận chùm ca bệnh. Như vậy, trong 4 ngày qua, Việt Nam đã ghi nhận 24 ca lây nhiễm cộng đồng. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, dừng các hoạt động tập trung đông người, các dịch vụ không thiết yếu. Cụ thể, từ 18 giờ ngày hôm nay 3 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng hoạt động cơ sở massage sông hơi, rạp chiếu phim, sân khấu, quán game. Hà Nội tạm dừng các quán ăn uống đường phố, trà đá, cà phê, vỉa hè từ 18 giờ ngày hôm nay.
tỉnh Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày hôm nay. Tại Thái Bình, đến thời điểm này, các trường hợp truy vết tiếp xúc gần với đối tượng nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, tất cả người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan lơ là, nhất là hiện nay, dịch COVID-19 có thể bùng phát bất kỳ lúc nào nếu không làm tốt công tác phòng dịch. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, tiếp tục triển khai phòng chống dịch hiệu quả, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, tỉnh Thái Bình đang tập trung rà soát, truy vết các trường hợp có nguy cơ và yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân khi quay trở lại tỉnh Thái Bình sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 bắt buộc phải khai báo y tế. Việc rà soát những trường hợp có đến đền Tiên La trong khoảng thời gian 7 giờ đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 4 vẫn đang được các ngành địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình khẩn trương thực hiện. Đến nay, tỉnh Thái Bình đã rà soát được gần 3.200 trường hợp có nguy cơ nhiễm COVID-19 liên quan đến đền Tiên La, huyện Hưng Hà, trong đó 1.108 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Cùng với việc truy vết các trường hợp có nguy cơ, tỉnh Thái Bình yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, người lao động và người dân khi quay trở lại tỉnh Thái Bình sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 bắt buộc phải khai báo y tế trên tờ khai y tế.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR code, ứng dụng công nghệ thông tin hoặc khai báo trực tiếp, gửi tờ khai cho trạm y tế địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thời gian hoàn thành khai báo y tế trước 16 giờ ngày mùng 5 tháng 5 năm 2021. Các đồng chí trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với lực lượng công an đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng, lập danh sách người dân quay trở lại địa bàn sau kỳ nghỉ lễ để hướng dẫn khai báo y tế, giám sát, quản lý và tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực. Với phương châm bình tĩnh nhưng không chủ quan lơ là, huyện Đông Hưng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Chủ động phương án, nhân lực, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh, theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Huyện yêu cầu các địa phương rà soát, quản lý y tế, tất cả các trường hợp trở về sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và các trường hợp đến đền Tiên La vào sáng ngày 25 tháng 4. Đối với các cơ quan, đơn vị, trường học, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, bố trí nhân lực, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch khi đón cán bộ công nhân đi làm và học sinh đi học trở lại, đồng thời giao cho lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch. Để tiếp tục khống chế và kiểm soát tốt dịch COVID-19, tránh trường hợp dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn huyện, đồng thời thực hiện thành công mục tiêu an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Ủy ban Nhân dân huyện Thái Thụy yêu cầu các xã, thị trấn tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan tại cộng đồng trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động bầu cử. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch an toàn. Cụ thể, yêu cầu các nhà trường cần lưu ý việc khai báo y tế, khuyến cáo cán bộ giáo viên, người lao động, người học tự giác gương mẫu, thực hiện việc cách ly nếu có tiếp xúc với trường hợp F0, F1. Tạm thời chưa thực hiện các hoạt động tập trung toàn trường. Ngoài ra, tại các cơ sở giáo dục của huyện Hưng Hà, những học sinh hiện đang thực hiện việc cách ly tại gia đình, tạm thời không đến trường cho đến khi ngành y tế có kết quả xét nghiệm. Thực hiện phun khử khuẩn trong khuôn viên trường lớp, thực hiện việc giãn cách học sinh trong lớp cho phù hợp. Tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, đo thân nhiệt trước khi vào trường, vào lớp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhất là trên các tuyến biên giới và các nước trong khu vực. Để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép từ vùng biên giới biển và tránh dịch bệnh có thể bùng phát, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với việc tăng cường 50 cán bộ cho tuyến biên giới Tây Nam, những ngày này còn tổ chức thường trực 100% quân số, kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở các chốt trên biển, với phương châm không lơ là, mất chủ quan. Những ngày này, cùng với việc tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới biển, các chiến sĩ biên phòng Thái Bình còn trực tiếp xuống từng tàu thuyền tuyên truyền vận động ngư dân chủ động các biện pháp phòng chống dịch và tuân thủ nghiêm quy định không vận chuyển người từ nước ngoài nhập cảnh trái phép vào đất liền. Đồn biên phòng Diêm Điền và trạm biên phòng coi như là Tân Sơn là phổ biến cho coi như bà con ngư dân chúng tôi phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang
và được phổ biến cho coi như bà con ngư dân chấp hành nghiêm cái biện pháp coi như phòng tránh COVID-19. Công tác tuần tra kiểm soát đối với người phương tiện được duy trì đều đặn. Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, sóng to gió lớn, mưa hay nắng, ngày hay đêm, các chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ để làm nhiệm vụ giữ cho đất nước yên bình. Lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai tất cả các cái biện pháp công tác ngăn chặn tuyệt đối các cái đối tượng có thể lợi dụng qua đường biển để xâm nhập là đối với các phương tiện trên biển, các cái phương tiện vận tải mà khi vào khu vực cảng để chúng tôi kiểm soát nghiêm ngặt kết hợp với y tế quốc tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh để thực hiện nghiêm cái việc kiểm soát y tế. Bộ đội biên phòng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định đã đề ra, đặc biệt không tiếp tay bao che, đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép, tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để giữ tuyến biên giới biển bình yên, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn 20 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Những ngày này, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh để các cử tri, nhất là cử tri đi bỏ phiếu lần đầu ý thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong đó không thể không kể đến vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp. Với khoảng 900 đoàn viên công đoàn, xí nghiệp May Mời Hưng Hà là một trong những đơn vị có nhiều đoàn viên công đoàn trên địa bàn huyện Hưng Hà. 900 đoàn viên này đến từ nhiều địa phương và theo kế hoạch, ngày 23 tháng 5 tới, họ sẽ được nghỉ để đi bầu cử tại các địa phương đó. Những bài hát cổ động bầu cử, những bài viết tuyên truyền về luật bầu cử đã được công đoàn xí nghiệp biên soạn kỹ càng, phát trên loa truyền thanh ngay tại xưởng sản xuất. Ban chấp hành công đoàn cũng kết hợp với lại ban lãnh đạo xí nghiệp tổ chức các cái bài tuyên truyền. Xí nghiệp này cũng thường xuyên là mở và xây dựng các cái bài tuyên truyền thì mở trên hệ thống loa truyền thanh của xí nghiệp để cho toàn thể cán bộ công nhân viên nắm được, biết được cái vai trò của mình cũng như là trách nhiệm của mình. Trên địa bàn huyện Hưng Hà có hơn 9.000 đoàn viên công đoàn, cũng sẽ là hơn 9.000 cử tri tham gia lựa chọn bầu ra các đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Những ngày này, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà tích cực phối hợp với các doanh nghiệp tuyên truyền về bầu cử cho công nhân, bởi đây là lực lượng dành nhiều thời gian hàng ngày để lao động tại doanh nghiệp. Chúng tôi kết hợp với doanh nghiệp để có những cái hình thức tuyên truyền phù hợp với người lao động, đồng thời biên soạn tài liệu để cho công đoàn cơ sở tuyên truyền cho người lao động trên hệ thống loa phát thanh của doanh nghiệp. Ngày bầu cử đang đến gần, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của non sông, thì cử tri cần phải đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng luật. Các đoàn viên công đoàn tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là lực lượng đông đảo, đóng góp quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử. Nhờ làm tốt công tác thu hút đầu tư, nên đến nay Thái Bình đã có trên 200 dự án trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay thì Thái Bình đã chỉ đạo quyết liệt công tác quy hoạch khu kinh tế cũng như là các khu công nghiệp, tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn lập hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu cảng và dịch vụ cảng Diêm Điền, khu công nghiệp đô thị dịch vụ Thái Thượng và hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng trong khu kinh tế, tổ chức kiểm tra chỉ đạo một số đơn vị khẩn trương hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp. Công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào khu kinh tế và các khu công nghiệp được tích cực triển khai thực hiện. Đến hết tháng 4, có 208 trên 291 dự án trong khu kinh tế và các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp của Thái Bình trong tháng 4 ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Những tháng đầu năm 2021, sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may An Nam, cụm công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải đã duy trì ổn định trở lại. Kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay dự kiến đạt trên 8 triệu đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, các đơn hàng xuất nhập khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may An Nam đã được kết nối thông suốt với quy mô trên 4.000 cọc sợi. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may An Nam, cụm công nghiệp Tây An, huyện Tiền Hải đang thu hút và tạo việc làm cho trên 120 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Các sản phẩm của đơn vị chủ yếu xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc.
Năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dệt may An Nam phấn đấu hoàn thành sản xuất doanh thu trên 280 tỷ đồng, thu nhập của người lao động đạt trên 6,5 triệu đồng một người một tháng, nộp ngân sách nhà nước trên 5 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm dự kiến đạt trên 8 triệu đô la Mỹ trở lên. Chuyển sang các tin tức khác. Thái Bình là tỉnh được bao bọc bởi hệ thống đê sông đê biển khép kín với tổng chiều dài gần 580 km. Các tuyến đê trong tỉnh có trên 170 kè và hơn 200 cống làm nhiệm vụ tưới tiêu. Bằng nhiều nguồn vốn, hàng năm việc tu bổ nâng cấp công trình phòng chống lụt bão được các địa phương thực hiện thường xuyên, song nhiều hạng mục vẫn đang xuống cấp và rất nguy hiểm khi có mưa bão. Qua rà soát đánh giá, toàn tỉnh Thái Bình có trên 50 điểm đê, kè, cống là trọng điểm xung yếu ở các tuyến đê biển số 5, số 6 và trên triền các tuyến đê sông Hồng, sông Trà Lý, sông Hóa, sông Luộc và sông Diêm Hộ. Các trọng điểm xung yếu phần lớn là những tuyến đê yếu, không đảm bảo cao trình. Các công trình cống dưới đê được xây dựng 50 năm, thậm chí nhiều hạng mục được xây dựng từ hàng trăm năm nay đang bị nứt gãy, rò rỉ và các hạng mục ở vị trí đầu nguồn có dòng chảy biến đổi, gây sói lở mạnh và rất khó xử lý, gây thiệt hại lớn khi có sự cố. Cao trình mặt đất tự nhiên của Thái Bình rất thấp, về mùa lũ, mực nước sông thường cao hơn mặt đất tự nhiên. Mặc dù hàng năm hệ thống đê kè Thái Bình đã được đầu tư sửa chữa nâng cấp, song nhiều công trình trọng điểm xung yếu đang xuống cấp nghiêm trọng và là những ẩn họa vào mùa mưa bão. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Thái Bình tăng cường các lực lượng xuống đường lập lại trật tự vỉa hè gắn với phòng chống dịch COVID-19. Đội Thanh tra Xây dựng và Quản lý Trật tự Đô thị thành phố cùng với các lực lượng công an, bảo vệ dân phố và cán bộ công chức chuyên môn của các phường đã ra quân xuống đường tuần tra kiểm soát các tuyến đường phố trên địa bàn phường. Trong đó tập trung tuần tra các tuyến đường, ngõ phố có nhiều quán nước vỉa hè, quán bán hàng ăn đêm như Lê Lợi, Nguyễn Thái Học, Lê Quý Đôn, khu vực trước đền thờ Hai Bà Trưng. Các lực lượng tuyên truyền nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán mặt đường và người dân chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự đô thị, yêu cầu không bày bán hàng quán lấn chiếm vỉa hè, đặc biệt là hàng ăn, quán nước, quán cà phê, đồng thời nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ khoảng cách. Hôm nay, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh 4 ngày qua cơ bản được kiểm soát và hoạt động ổn định. Tai nạn giao thông theo đó cũng giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tổng hợp từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thái Bình trong 4 ngày nghỉ lễ, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một người, bị thương hai người. So với cùng kỳ năm trước giảm một vụ. Trên đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 135 trường hợp, phạt tiền trên 400 triệu đồng, tạm giữ 46 phương tiện, tước 40 giấy phép lái xe. Đặc biệt, chuyên đề nồng độ cồn tạm giữ 14 phương tiện, tước 14 giấy phép lái xe. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.